Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời đầu tiên Sơn Ngọc xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, thì buổi sáng hôm nay cả nhà, Sơn Ngọc đến khu vực rừng núi để thăm lại hoàn cảnh của bốn mẹ con người rừng. Thì Sơn Ngọc đến nhà nhưng mà Sơn Ngọc không thấy là bốn mẹ con đi đâu hết rồi cả nhà. Thì được người chị chia sẻ cho Sơn Ngọc biết là chị ấy đã đi lên trên núi rồi. Và hiện tại thì Sơn Ngọc đang đi tìm cả nhà. Mới nãy Sơn Ngọc đi một đoạn rồi thì rất là mệt luôn cả nhà ơi, nói không ra hơi nữa luôn. Và hôm nay Sơn Ngọc dẫn cả nhà mình đi núi để tìm người chị này nha cả nhà mình nha. Nhà thì Sơn Ngọc mong ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc để mình đi tìm xem thử là rải của chị nó như thế nào cả nhà. Thì quý ông bà và chính chị mình xem trên kênh của Sơn Ngọc một khoảng thời gian dài rồi á cả nhà. Thì cả nhà mình cũng không còn xa lạ gì về hoàn cảnh của bốn mẹ con này cả nhà. Thì Sơn Ngọc nói đến là kiểu như là người rừng cả nhà thì nó cũng không đúng, nhưng mà kiểu như cái hình ảnh lúc trước Sơn Ngọc đến thăm gia đình của người chị nè cả nhà, thì thấy tóc tai và mặt mũi kiểu như là nó tèm lem rồi, nó không có nhìn nó không có sáng rủ quá cả nhà. Chắc là cũng đến đến rải của người chị này rồi cả nhà. Đi lên trên này mệt ghê quá. Đến chưa chị? Hả? Đến chưa? Chưa, bé nên nói là đi cục bò hả? Đi chăn bò rồi. À. Trên núi đi không sợ gặp. Dạ. Đi không sợ gặp á. Không gặp nó nữa. Không gặp nữa hả? À, nó chăn bò. À. À, đi chăn bò đi xung quanh núi này rồi. À. Là mình đi tìm không có được. Dạ. Mò hả? Trời ơi. Đi lên đến trên này mà mình vẫn cũng chưa tìm ra luôn cả nhà. Nóng ghê quá. Hoàn cảnh của bé này có nhà với làng không chị? Sao em thấy ở trên này luôn rồi? Có. Dạ. Anh chào cô gái. Ủa mình đang làm gì vậy em? Hôm nay mình nhiêu tuổi rồi? Cho phép anh gái này nha. Cho phép anh gái này nói chuyện. Được không? Gái cái này nói chuyện nè. Cái này em kẹp vào đi. Cái này nè. Ngại cái nha. Này em cầm em kẹp vào đi. Biết ngại cái nha. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 16. 16 à. Em có gia đình chưa? Có rồi. Mới 16 mà có gia đình rồi. Có cháu nào chưa? Chưa à? Mới lập gia đình hả? Mới lập gia đình nè. Dạ. Rồi chồng mình đâu rồi em? Đi làm. Đi làm rồi hả? Đi Lâm Đồng. Ồ, đi Lâm Đồng làm rồi. Chứ ở đây người ta lâu lâu người ta kêu một lần. Ồ, lúc trước mình có đi học không em? Dạ có. Có đi học lớp mấy nghỉ rồi lấy chồng? 7. Lớp 7 hả? Lớp 7 nghỉ rồi xong rồi lấy chồng luôn. Nghỉ đi làm xong rồi lấy chồng luôn. Nghỉ đi làm rồi xong rồi lấy chồng. Rồi chồng đi làm xa rồi mình lên trên núi thì mình ở luôn à? Không, cắt canh chở vô xong rồi về. À, ở trên núi này là chỉ mình chăn nuôi thôi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi tí mình về làng lại. Dạ. Làm biếng thì ăn ở đây luôn. Làm biếng về làng thì ở trên đây luôn. Cái này là lá đu đủ, heo nó cũng ăn thôi em. Rồi. Này lá đu đủ ngồi sắc ra này cả nhà. Một son luôn rồi. Trong đây thì một gùi luôn này cả nhà. Cho phép anh cài cái này đi để nó nói chuyện được không? Ngại lộ. Còn mọi người. Ngại. Cả nhà. Một gùi luôn.
Lau đủ không cả nhà? Cái này mình có trộn thêm với cây chuối không em? Có. Anh thấy mình trộn thường thì ông bà của chính trị người dân tộc Rắc Lây trên khu vực rừng núi này á, cây chuối với lại lá rừng thì anh biết lá rừng lá gì nữa, nhưng mà thấy cây hầu hết là cây chuối không à. Dạ. Kiểu như cái cây chuối là cái món ăn quan trọng của con heo hay sao ấy. Này là rẫy của em hay rẫy của người chị ở dưới kia? Rẫy của mẹ. Rẫy của mẹ em là của gia đình em hả? Dạ. Rồi rẫy của người chị đó đâu rồi chị? Kia hồi nãy. Còn đây là nhà. Là nhà em nhà, em làm rồi. Rồi rẫy của chị đó không có à? Có. Có bao giờ? Có mà ở phía bên kia mà chị gì đó đi chăn bò rồi không. Xa lắm hả? Và bây giờ là mình đi chăn bò thì đi vào trong núi, cái nhà mình không có thể nào mình tìm ra được. Mới 12 giờ ông xin gọi. Là bao nhiêu giờ là chị mới về? 11-12 giờ mới về. Rồi con của chị ấy rồi đi học về rồi lấy gì ăn? Ăn với gì? Ăn với gì? Gì nào? Gì ở nhà. Mới nãy anh ghé ở dưới nhà của người chị đó là không có thấy ai hết trơn á. 10 giờ chị dì mới về mà. 10 giờ hả? Trời ơi. Sáng là Trân Ngọc đến nhà của người chị đây, là Trân Ngọc có chở thêm một cái giường nữa cả nhà. Rồi tính là mua thêm cho chị là rất là nhiều quà nữa, nhưng mà đến thì không thấy. Không thấy chị ở nhà cả nhà ơi. Cho nên là Trân Ngọc mới đi tìm như thế này. Nhưng mà đi tìm thì cũng không thấy nữa. Coi là cà phê chị lại không? Là 10 giờ cỡ tầm khoảng là trưa chị ấy về. Gì? Hình như là mới nay em nghe chị nói là con của người chị đó là chị chở đi học hả? Em đó. Em. Em gần nhà sắp nhà bên đó. À cái người chị hôm bữa. Dạ. Gia đình mình nuôi mấy con heo em? Ba con trong trường kia. Ba con. Lúa ta gắt rồi. Chắc là cái này là cái công việc hàng ngày của mình. Sáng là mình cứ lên trên đây là mình làm canh đồ cho heo vậy thôi hả? Ngoài công việc này ra em còn làm công việc khác không? Có đi nhổ cỏ cho bắp kìa, cỏ đây kìa. Chứ chẳng hạn như là nguyên một cái rẫy bắp rồi mình trồng lên thì cỏ nó mọc lên theo rồi mình đi nhổ vậy hả? Rồi chỉ như đó thôi. Trời, 16 tuổi mà lấy chồng rồi. Là cho phép anh hỏi này nha, cái kiểu như là mình thích lấy chồng sớm hay là như thế nào? Trời ơi, ngại à. Không, anh hỏi thật á. Vậy mình thích lấy chồng sớm hay là như thế nào? Thích thì thế, không thích thì thưa thì theo mình thôi, người ta đâu ép mình đâu. À, là cái đấy là cái do bản thân do mình bản thôi. Thân mình do bản thân của em. Dạ. Là em muốn lấy chồng sớm. Rồi như cha mẹ em ở đâu rồi? Mẹ đi làm không có cha mất rồi. À. Ba em mất lâu chưa? Mới là 3 năm rồi. Anh cố lên trên mái nhà luôn. Coi chừng sập mái nhà nha anh cô nha. Rồi cái nhà lá buông mà cô leo lên trên mái luôn à. Là cha của em là mất cách đây 3 năm rồi. Là lý do vì sao vậy em? Bị bệnh. Bệnh à? Lúc trước là mình có dẫn ba đi chữa trị không? Đi bệnh viện chữa trị rồi chết ở Phan Lăng luôn. À là chết ở dưới bệnh viện luôn. À sao có làm Phan Lăng kìa. Rồi mẹ em đi làm xa hả? Gần nhà thôi, người ta kêu thì đi làm, người ta không kêu thì cũng ở nhà thôi. Đấy, ấy là hiện tại là mẹ em đang làm cái gì á? Trồng đào. Trồng đào, kiểu như là trồng đào mướn cho người ta hả? Dạ. Công việc hàng ngày này cả nhà. Có thể chắc đã đủ.
Một tên nào? Tên nữa mình cũng phải trộn thêm với chuối này chứ. Đó là đủ trộn với chuối rồi nấu lên cho heo ăn thôi. Không có cám gì hết. Không, có tiền đâu mua cám. Là chỉ có lá cây vậy thôi mà heo nó ăn cũng vẫn mập mạp bình thường. Hay à? Ăn để chứ, không ăn lô canh đâu mà ăn. Không có cá, không có cơm. Mình có cơm nguội mình trộn thêm. Chó. À, cơm nguội là để cho chó. Còn heo là chỉ có ăn lá thôi. Yeah. Ăn lá đủ với lại phân cây chuối. Hai ghê. Rồi cho phép anh ra xem thử mấy con heo nó ăn ra làm sao. Heo mà ăn lá cây không thôi mà không biết là nó có mập hay không cả nhà. Kiểu như chuồng heo ở ngoài này nè cả nhà. Tưởng rồi, ra Sư Ngọc ra tưởng rồi cho nó ăn nó ngóc lên nó nhìn. Heo vàng ghê. Heo vàng cả nhà. Là ba chú heo cũng nhỏ chứ không có lớn. Heo đen. Nó buông. Đây bên đây chuồng gà cả nhà. Không biết là ông bà của chính chị mình thấy kiểu như là cái phong cảnh ở trên ở khu vực rừng núi này thấy nó rất là đẹp luôn cả nhà. Nuôi gà nè, nuôi heo nè. Nó rất là yên tĩnh và rất là đẹp luôn. Bên đây có thêm một cái chuồng gà nữa. Đấy, gà thì cứ thả rong đại vậy thôi cả nhà. Nước thì chắc là để đây là nước rồi mình múc thêm nước suối hoặc là nước mưa. Ui, không biết là đá kiểu như xếp cái hình thù như thế này là ấy nghĩ gì nữa cả nhà. À, cái này hình như là mình để mình giả cây chuối đúng không em? Giả cây chuối là mình giả xong rồi mình nấu em ơi. Trước đó mình nấu cho heo xong rồi mình giả trước đúng không? Giả trước rồi mới nấu. Ủa là sao? Là mình nấu cho nó chín rồi mình mới giả hả? À, bí sao mình không để dành mình ăn rồi mình nấu cho heo uống vậy? Coi bí này cả nhà, bí trên núi nè. Cái này mình không ăn được hả chị? Cái hộp nó ăn chứ hả? Dạ. Thì nó ăn được chứ. Dạ, ăn ngon. Kiểu như này trên này nhiều quá mình một phần mình ăn, một phần mình cũng để nấu cho heo rồi thôi đúng không? Nhiều quá trồng nhiều quá. Mình không đem mình đem đi bán được em. Bán được mà để dành trồng. Để dành. Ấy là cái trái nè, cái trái bí nè. Người ta đâu bán đâu. Ấy là người ta không mua đúng không? Người ta không thu đúng không? Là mình muốn đem đi bán nhưng mà người ta không thu. Bây giờ mình lấy hộp lại để vào bữa trồng tiếp. À, không những là cây chuối không nông mà có bí nữa mà. Rồi nhiều lúc không có bí rồi sao? Thì nấu không. Bí là nấu lá đu đủ với chuối. À, lúc trước là gia đình của mình khó khăn quá, mình không tiếp tục về cái việc học hả? Dạ. Em đi làm sớm để phụ giúp trong gia đình. Và cách đây 3 năm thì cha của em đã mất rồi. Cha em mất luôn, em 10 tuổi. Ừ. Chứ không phải là cách đây 3 năm hả? Mấy anh nghe em chia sẻ là mất cách đây 3 năm hả? Đâu có tính đâu. Không. Là anh chỉ nói đại vậy thôi hả? Dạ. Là bây giờ là em 16. Là lúc mà em cha mất là em 10 tuổi. Dạ. Là 10 tuổi thì lúc đó em học lớp 5 rồi chứ nè. Dạ. Lớp 5. Em nghỉ lớp 7 hả? Là em học thêm được 2 năm nữa rồi mới thấy gia đình cũng khó khăn rồi nghỉ. Dạ. Nghỉ đi làm. Và đi làm khoảng bao nhiêu năm rồi mới lấy chồng? Đi làm có 1 năm rưỡi. Làm 1 năm rưỡi. Như em lấy chồng là ở xa hay là ở khu vực của mình luôn? Ở xa lấy chồng ở Phước Thắng. Phước Thắng hả? Dạ. Là ở mình đây với Phước Thắng là cách nhau xa không? Cũng gần. Ờ, bao nhiêu cây số? Khoảng 2 cây số vậy đó. 2 cây số à? À vậy cũng gần mà. Là hiện tại là mẹ em đang đi làm công cho người ta, là đi trồng điều. Dạ.
là cái cây đào lộn hột của cả nhà, là gọi là cây điều ở trên khu vực rừng núi nè, gọi là cây điều, nhưng mà ở khu vực khác thì gọi là cây đào lộn hột cả nhà. Thì tùy theo khu vực mình gọi cái tên nó khác nhau. Hiện tại là em ấy đang làm canh heo cả nhà, cũng như là làm đồ ăn cho heo á. Ở trên núi gọi là canh heo không à. Heo ở trên khu vực rừng núi này cả nhà là theo tiếng của dân tộc Rắc Lây á, theo Sơn Ngọc được biết là gọi là con un dịch sang tiếng Kinh là gọi là con heo. Thường Sơn Ngọc thấy là bà con hay nấu canh heo của cả nhà là gồm thân cây chuối với lại lá rừng. Thì hôm nay Sơn Ngọc đến đây, Sơn Ngọc thấy em gái này đang làm canh heo, thì gồm bí với lại lá đu đủ. Lát nữa mình có trộn thân cây chuối nữa không? Dạ có. Là bây giờ mình xắt cái này là mình nấu trước hả? Rồi mình xắt thân cây chuối sau. Bí này thì nhà mình trồng nhiều không? Ít. Ít hả? Trồng nhiều mà không ra trái. Trồng nhiều mà không ra trái. Là chỉ đủ mình nấu cho heo vậy thôi ăn hả? Đây hột mà cả nhà. Hột là chắc là mình để dành để lại làm giống đúng không? Để đang nấu canh heo. Như tối là mình có ở đây không em? Không, sợ. Sợ hả? Dạ. Là sáng mình lên trên núi này rồi chiều mình về thôi. Dạ. Là nước này là mình để nấu đồ ăn cho heo vậy, mình có sử dụng nước này nấu đồ ăn cho mình không? Có. Nấu luôn. Nước này là nước suối à? Dạ. Nước suối, nước mưa. Anh thấy là ở trong này là có võng rồi có mền mùng rồi cũng quá trời luôn nè em. Là chắc là cái khoảng thời gian như mình trồng bắp á, là mình phải lên trên núi này mình canh hả? Là mình canh cả nhà, chứ không là có ai ăn trộm không? Ở trên này có ai ăn trộm không? Không. Không hả? Dạ. Là mình canh là canh cái gì? Canh sự bò ăn. À, canh bò đồ vô ăn. Bữa giờ trên khu vực rừng núi cái nhà mưa rất là nhiều luôn, không biết là củi chắc là nó ướt hết rồi quá ha. Đây cái nhà bí rồi nè. Bí. Bữa Sơn Ngọc đi lên trên khu vực núi kìa cả nhà, bí rất là to luôn. À, khu vực này Sơn Ngọc thấy là bí nhỏ, bí rừng. Chắc là mấy trái bí này mình nấu ăn là chắc nó sẽ kiểu như nó chắc hơn và nó ngọt hơn quá cả nhà. Gạo. Ồ, chỗ này anh thấy có mấy con cá khô nên là chắc là buổi trưa hôm nay mình ăn quá em. Dạ. Mình mua lên hồi nào vậy? Cá của dì cho. Em ơi, cho phép anh xem cái đồ ăn của mình nha. Dạ. À, là đây là bắp. Bắp này là mình ăn hồi nào vậy? Em gái. Bắp này là mình ăn hồi nào? Em nhớ nè. Hả? Cái này để làm gì đây? Cắt lá. Cắt lá hả? À cái này hồi nãy là cắt lá đủ hồi nãy. Đây cả nhà. Đây bây giờ là mài dao rồi sắt cây chuối nè. Mài dao sắt cây chuối. Sắt để mình trộn thêm với cái lá đu đủ và lại cái bí bên này cả nhà. Hay là mình sắt rồi mình giã. Sắt xong rồi giã. Sắt rồi giã. Như là hiện tại là trong gia đình của em á, là gồm là mẹ em, rồi em, rồi em trai nữa. Thì không biết là chồng của em đi làm vậy rồi lo đủ không? Không, cũng thiếu. Bữa nay anh nghe em chia sẻ là chồng của em là đi làm xa rồi hả? Dạ. Là đi làm vậy rồi có gửi tiền về cho em không? Có lúc gửi, có lúc không gửi. Đến đó sao? Làm cũng không được mà trời mưa quá.
Là trồng gỗ về hả? Là gỗ về nói là làm không được mưa quá. Dạ. Ồ, nhưng mình đi làm là mình đi lên đó rồi mình xin việc mình làm hay là như thế nào? Xin việc chứ. Không, ấy là kiểu như là mình xin việc mình làm hỏi có việc là mới làm, còn không có việc thì thôi. Dạ. Rồi. Nhưng mình đi làm xa vậy rồi nhiều lúc mà mưa gió rồi không có việc làm mà mình cũng phải thăm tiền của mình nữa chứ. Như em biết chồng mình lên cho nó làm công việc gì không? Đi làm cà phê vậy đó. Làm cà phê hả? Mùa này đâu có đi hái cà phê đâu. Phát cỏ bỏ phân. À. Là ở trên khu vực này của mình là không có công việc làm. Yeah. Mình mới đi xa mình làm. Như hiện tại em ở trên núi vậy rồi em làm những công việc như vậy rồi đâu có ra đồng tiền đâu. Là như gạo thóc đồ á là mẹ đi làm thuê cho người ta là trồng cái điều á là cái tiền của mẹ làm ra là mình mua gạo mua đồ ăn hả? Dạ. Mua gạo mua cá khô. Như bữa nay anh thấy là hình như là mình còn ba con cá khô đấy rồi mình ăn trong bao lâu? Được ngày không? Không. Không à? Là lát nữa chắc mình ăn hết luôn quá. Dạ. Hai chị em lên trên núi này đem theo 3 con cá khô. Hay là mình mua lâu rồi? Cái gì cho là tiền đâu mà mua. Không có tiền mua cá khô luôn. Dạ. Không biết là anh ngồi đây anh trò chuyện với em có ngại không? À. Hơi ngại chứ. Ngại. Ngại cái việc gì? Thì anh xin phép là anh ngồi anh trò chuyện với em đôi chút để anh hỏi thăm về gia đình của mình á, để có thể anh giúp được gì cho gia đình của mình thì anh giúp nha. Em chịu không? À thì anh cũng vẫn xin phép em chứ. Chắc có lẽ là Trần Ngọc sẽ hỏi thăm về gia đình của bé gái này và cũng một phần là cũng đợi cái người chị đó coi thử là có về đường này không. Không biết là cái người chị đi chăn bò có về đường này không em hay là đi đường không, khác? Về đường kia. Đường nào? Đường núi kia. Đường núi kia à? Dạ. Biết kiểu như là như anh ngồi đây trò chuyện em cái chị đi về anh không biết luôn quá. Chị nói là 11-12 giờ chị mới về. 11-12 giờ về. Dạ. Mới nãy là Sơn Ngọc đi chắc 7 giờ cả nhà, giờ là 9 giờ rồi cả nhà, 9 giờ rồi. Này, chắc không phải có vài tiếng nữa. Trời ơi. 11-12 giờ về. Bỏ ai vô bùi tôi và gọi đi. Sao? Kêu em. Con trai đâu? Leo trên cây kìa. Leo trên cây làm gì trên đó? Chị có lên trên núi là làm canh heo đồ thôi, không có công việc để làm kiếm tiền. Nhà em nuôi gà nhiều không? Ít. Gà vịt nữa. Là gà vịt rồi ăn chung với canh heo luôn hả? Vịt thì dạ cây chuối xong rồi lấy gạo bỏ một ít cho nó ăn. Dạ cây chuối bỏ gạo vô thêm nữa là mình không nấu hả? Ừ. Gạo sống nó ăn được không? Được. À. Bỏ gạo sống không cả nhà, bỏ gạo sống với lại chuối luôn cho ăn vịt ăn. Cơm mấy vịt. Vịt chim nè. Là gia đình của em có 2 con hả? Dạ. Nuôi 2 con là mình nuôi lâu chưa? Nó có đẻ không? Chưa, mới nuôi. Em ơi, vô đây anh hỏi này nè. Nhanh đi. Ngại gì vô đây. Nhanh đi nè. Em kêu bé vô đây em. Ba hả? Ba lâu. Như bé đi học rồi là không có xe hả? Dạ. Là như đi học rồi sao?
đi bộ hả? Chở đi xa đi bộ sao được. À. Em có xe không? Có. Có à? Dạ, xe à. Chồng. Xe chồng em. Ủa rồi chồng em đi làm mà đi với ai? Đi xe lên Sơn Thành gì đó. Hả? Lên Sơn Thành gì đó. Thành hả? Đó là đi xe khách lên trên trên đó làm là ở nhà người ta làm hay là sao? Ở nhà người ta làm sao? À. Là chồng em để xe nhà cho em đi, đi lên núi nữa. Chở em trai đi học. À. Cô ơi. Đây. Đây này. Thích có xe đạp đi học không? Sao vậy? Đó, biết chạy xe đạp đâu. Không biết chạy xe đạp. Ờ, lớn vậy rồi mà không biết chạy xe đạp. Ông kì vậy? Đây, cái đây. Cái đây ngồi chị nè, ngại gì? Ngồi đây. Thế là sao không biết đi xe đạp, là hồi đó giờ là không có xe đạp để tập đi đúng không? Là thích đi xe đạp không? Thích đi xe đạp để đi học không? Có không? Chứ sao bữa nay nó hỏi là nó không? À. Ngại hả? Sao ngại học lớp mấy rồi? Học lớp 6 rồi. Có bạn gái chưa? Chưa. Học lớp 6 sao chưa có bạn gái? Hả? Hả? Có để ý em nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Ấy là thích xe đạp để đi học không? Anh hỏi thật á. Có không? Ừ? Có. Có à? À, đi học từ nhà đến trường xa không? Xa. Là trước mắt là thấy từ trên núi rồi đi xuống cái đó là xa rồi á. Xa lắm hả? À, chị đưa đón đi rồi nhiều lúc lỡ đâu chị bận công việc gì đó rồi làm sao? Lỡ đâu như em bận công việc gì đó rồi làm sao? Chở đi thôi, chiều không đi đón nữa, bận công việc. Cho đi bộ về. Dạ. Là chở đi thôi, chiều là đi về là đi bộ. Dạ. Trời ơi. Đi từ nhà em đến trường cỡ 1-2 cây số không? Trường có 3, anh cũng không tới à? Là gần nhà bà Nhiễm gì đó. Ngay chỗ huyện á. Ấy là nhà em gần nhà người chị này không? Có. À, gần nhà đó luôn. Là đi từ nhà bà chị này rồi nhà chị mà anh làm nhà cho á. Là đi đến trường á là chắc cũng cỡ 2 cây số á. Trời ơi, là đi bộ từ đó mà đi lên trường luôn hả? Là trường cấp 3, trường Bác Ái hả? Đúng không? Dạ. Học trường Bác Ái đúng không? Rồi hôm nay có bài tập về nhà không mà đi lâm nhâm nhâm vậy? Có học bài chưa? À. Rồi như chiều đi học á. Gà. Nếu chiều đi học rồi, có tiền đi học rồi không? Không, có tiền thì cho, không có tiền thì nó không đi học. Có tiền thì em cho để bé mua bánh mua đồ ăn. Dạ. Còn không thôi. Dạ. Không có tiền thằng em không đi học, có tiền mới đi học. Là sao? Không, chiều không có tiền không đi học là... Cho tiền nó thì nó đi học. Là chiều là có tiền là mới chịu đi học. Dạ. Rồi như lỡ đâu ngày đó rồi không có tiền rồi cũng không chịu đi học luôn. Rồi đi học vậy rồi cô nhà trường rồi hạ hành kiểm rồi làm sao? Cũng không biết nó. Cái này là phải đi học và thường xuyên nha. Bé tên gì? Phát. 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 Dạ. À Phát. Phát ơi. Sao có tiền đi học còn không có tiền thôi? Hả? À, đi tới đây anh hỏi này nè. Nhanh lên. Để cái gì vài bữa nữa anh có tặng xe đạp cho em thì anh mang lên. À, tới đây. Ở đây mà xuống. Ủa, lý do vì sao lại có tiền là đi học còn không có tiền thì thôi? Kể nghe. Tại ăn bánh. À, ý là thấy người ta có tiền ăn bánh rồi này kia đúng không? Rồi mình không có tiền ăn bánh đó, mình thấy mình buồn đúng không? Bé nói câu nhìn người ta ăn bánh mà tới chừng mình không có tiền mình mua bột ăn bánh á, kiểu như mình tuổi á cả nhà, gọi là tuổi á, thấy cũng buồn. Rồi bạn bè có chơi chọc không? Có chơi chọc, ô thằng này không có tiền ăn bánh đồ, đừng có chơi đồ không? Không. Không hả? Là kiểu như mình cảm thấy là mình buồn hả đúng không? Mình buồn, mình tuổi là mình
không có tiền mình ăn bánh cái mình không muốn đi học hay là sao, kể nghe. Kể nghe ấy. Đấy. À, sao chỉ là kiểu như mình thấy bạn bè có tiền bánh rồi mình không có tiền bánh rồi mình không thích học vậy thôi. À. Hả? Hay là có bạn gái ở trường rồi không có tiền ba bạn gái ăn. Hả? Gần ở đó gần trà sữa mà có tiền thì mua trà sữa uống. Có tiền mua trà sữa uống còn không có tiền thôi. Không có tiền không đi học. Không có tiền mới đi học. Sao vậy? Hả? Thì kiểu nhà khó khăn thì nó cũng là một cái gì đó nó thiệt thòi với người ta, bạn bè chăn lứa nhau, mình không có tiền mình đi học ăn bánh đồ này kia thì thiệt thòi lắm, tủi lắm. Như em nhìn gia đình của mình á, là em thấy là gia đình của mình là không có bằng gia đình người ta thì mình cũng phải chịu chấp nhận chứ, mình chịu chấp nhận là thôi mình nhịn ăn bánh một bữa hai bữa thì nó cũng đâu có chết đâu, mà mình để dành cái tiền đó mình cho mẹ hoặc là chị nè để dành nó mua gạo trong gia đình của mình ăn, hiểu không? Nhiều lúc em có giải thích cho bé hiểu không? Nói có hiểu nhưng mà ít nói tiếng người kia nữa. Kiểu như em phải giải thích cho bé hiểu chứ mình kiểu như là bé ngồi đây đâu, ngồi đây. Kiểu như mình cũng phải giải thích cho bé hiểu chứ mình không giải thích cho bé hiểu sợ bé lại nghĩ sai về mình nữa. Bé cứ kêu sao cứ chửi hoài. Có chửi rồi không? Chị đâu có hay la rầy không? Chắc có chứ chạy rồi chạy khỏi. Rồi chiều đi học nha. Rồi chiều đây em có tiền em cho bé đi học không? Không. Đâu đi làm đâu mà có tiền ở nhà không? Là bữa giờ có không? Không, không. Là bữa giờ có đi học không? Thế đâu. À, hỏi thật á, bữa giờ có đi học không? Vâng, đi học, mẹ đi làm thì có tiền thì mẹ cho, không có thì cứ... Như cái ngày nào á là em đi học là mẹ cho em một ngày là bao nhiêu tiền? Hả? Bao nhiêu tiền? Sao quá hả? Một ngày sao bao nhiêu? Không, hỏi thật này. Anh hỏi thật á, một ngày mẹ cho em bao nhiêu tiền em đi học? Sao bao nhiêu? Cũng được. Sao run vậy? Ngồi xuống đây. Tới đây ngồi. Xuống đây. Nhanh đây. Không dám được. Nói một buổi chiều thì 10 ngàn, có lúc có thì 15 ngàn, không có thì 10 ngàn thôi. Là ngon rồi ấy chứ. Là cho 10 nghìn, 15 nghìn là ngon rồi á. Ba lột. Tính là mẹ cho 10 nghìn, 15 nghìn là trên núi, ở trên khu vực em ở cho 10 nghìn, 15 nghìn là ngon lắm rồi. Anh ăn sáng này có 5 nghìn đi nè. Thật không? Ở như 10 nghìn, 15 nghìn ở trên núi em mua cái gì? Được. Ly trà sữa với lại bọc bánh hết hả? Không. Chân sao? Chân sao nói đi. Ngại gì? Cuộc sống này mình đừng có bao giờ mình ngại hết trơn á. Em hiểu không? Không gì mình phải ngại đó. À. Nói đi. Nói nghe chơi à. Là thường thì mẹ cho bao nhiêu tiền? Cho bao nhiêu? 15 nghìn hả? 15 nghìn. Đủ mua 2 ly trà sữa không? Trà sữa 1 ly 10 ngàn. Có lúc 15 ngàn 1 ly mà. Lên rồi mà. Đủ con ly rồi. Tưởng đâu 2 ly có gì mình mua 1 ly, bạn gái 1 ly. Đúng không? Nãy giờ anh giỡn đó nha. Thì không có tiền mình đi học thì mình cũng thấy tuổi cho nên là làm biến đi học chứ gì. Thì cái tuổi trẻ mà đi học thì luôn luôn là làm biến. Nhưng mà với cái vấn đề gia đình nữa, không có tiền nữa thì tuổi nữa cả nhà. Mình phải cố gắng mình đi học chứ. Nha, cố gắng đi học. Đừng có nghĩ chứ. Đây, anh tặng cho em tiền em chiều đi học nha. Nha.
thằng trai 100. Cầm đi. Thật á. Sáng như sao? Đó giờ cầm số tiền lớn chưa? Chưa. Này là nhỏ chứ lớn gì? Đây là nhiêu tiền? 100. 100 hả? Còn cái này? 500. À. Là là hồi đó giờ là mẹ hay là có ai tặng cho em với số tiền này chưa? Chưa luôn. Là trong gia đình anh chị cô dì chú bác là không có ai cho bao nhiêu tiền này hết hả? Chắc không? Chắc. Cho có 50. 50 là nhiều nhất rồi. À. Để cho mình. Ờ như anh cho tiền vậy là đưa cho chị hay là sao? Sao đưa chị hả? Sao đưa chị? Nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Cái này là anh cho em để dành đi học, nghe không? À, để dành đi học kiểu như là mình để dành đó, mình ăn bánh từ từ thôi. Ha? Là cố gắng đi học. Kiểu như là tí nè. Nói này, cố gắng đi học. Rồi sau này mình biết cái chữ, hiểu không? Đi ra ra đời á. Người ta gọi là ra đời để em có thể giao tiếp với người ta. Em hiểu không? Chứ em mà không đi học là em ở trên núi này này em chăn bò miết luôn á. Em chăn bò từ em còn nhỏ với thằng em chăn bò tới già luôn. Nha. Yeah. Ráng đi học nha. Cắt đi. Đưa chị hả? Cắt đi, đừng có đưa cho chị. Nha. Trời ơi, đưa cho chị cái nha. Đây còn phần của chị là anh cho riêng. Nha. Này em ơi, đây anh không có nhiều, anh tặng cho em 100 nha. Để cái gì em mua gạo hay mua cá khô gì đấy ăn. Và anh xin phép anh nhờ em cái này thì hôm nay anh lên anh thăm cái người chị mà lo cho ba đứa con á. Thì em cũng biết rồi. Lên đây tặng cho chị quà nhưng mà không có chị ở nhà thì anh xin phép là nhờ em kêu chị ấy là mai ở nhà nha. Mai ở nhà để cái gì anh ghé anh mua quà đến, chứ sợ là mua quà rồi không có chị khó cửa có ngồi rồi bỏ quà đó rồi mất làm sao. Bây giờ Sơn Ngọc cũng lo ngại nữa là cái giường nữa cả nhà. Sơn Ngọc đã chở cái giường xuống rồi, nhờ người ta chở cái giường rồi cả nhà, là hiện tại là để dưới nhà là chị khó cửa mất tiêu rồi, đâu có ai coi đâu. Ý là mình để cái 11-12 giờ chị mới về. Dạ. Là để cái giường ở ngoài như vậy rồi người ta có lấy không? Không. Lát nữa con nó về 10:30. À. Con nó quay. Về rồi chị đó về buổi trưa rồi ở đến chiều luôn hả? À. Thì có gì tí nữa em có về gì đó thì em trong hộ nha. À. Trong hộ để cái gì kêu chị hãy coi chứ mất công mất cái là chết luôn. Rồi em kêu chị đó là mai ở nhà đừng có đi núi đi. Anh đến mua quà lên rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Rồi ráng đi học nha em trai, đừng có nghỉ nha. Rồi anh xin phép dạ Sơn Ngọc cũng xin phép ông bà của chính chị. Sơn Ngọc xin phép tạm dừng video tại đây luôn, thì Sơn Ngọc hẹn ông bà của chính chị ngày mai nha. Ngày mai Sơn Ngọc sẽ ghé lại thăm ba mẹ con ở dưới kia cả nhà. Thì ông bà của chính chị mình có xem trên kênh của Sơn Ngọc lâu rồi thì cũng không có còn xa lạ gì với người chị đó nữa cả nhà. Thì lúc trước Sơn Ngọc đến thăm là người chị đó là lo cho ba đứa con và chồng của chị mất rồi, và Sơn Ngọc hỗ trợ cho gia đình của chị rất là nhiều. Không phải Sơn Ngọc hỗ trợ cả nhà, Sơn Ngọc xin lỗi cả nhà là ông bà của chính chị nhà Hảo Tâm gửi tiền cho Sơn Ngọc để Sơn Ngọc thay mặt ông bà của chính chị nhà Hảo Tâm hỗ trợ cho gia đình của chị nhà rồi quà rồi rất là nhiều luôn. Thì Sơn Ngọc cũng xin phép khép lại video tại đây. Hẹn ông bà của chính chị mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye.